Về đi em, loi, bàn tay rời. Vừa qua, clip Trấn Thành thị phạm cách hát cho thí sinh tại chương trình ca hát bất ngờ được đào lại và nổi dần dần trên nền tảng TikTok với vai trò là giám khảo, không chỉ đưa ra nhận xét về cách hát của thí sinh, nam diễn viên còn trổ tài xử lý bài hát mà theo anh đó sẽ là cách hát tinh tế và hay hơn. Tuy nhiên, sau màn thị phạm ấy, nhiều khán giả cho rằng giọng hát và các xử lý của Trấn Thành còn nhiều điểm hạn chế, thậm chí không thể so sánh với thí sinh thường xuyên được mời vào vai trò giám khảo, Trấn Thành không ít lần vấp phải ý kiến trái chiều liên quan đến việc thị phạm ca hát. Như vậy mà khán giả khó lòng quên được những màn thị phạm ca hát chấn động sau đây. Bài hát chiêm chóng nói nhớ một ngày bình yên <laughs> bên bờ ao <áo cười> nhà mây. I never wanna dance again. Bất đồng no, anh đã thấy trên mạng một nỗi song. Chẳng thể nào xa mây. Hà Nội mùa thu cây cá mùi vàng Hết Này con yêu ơi Con hãy nhớ Bài hát Chiêm trống nói nhớ một ngày bình yên Người yêu ơi Ngoài kia Mùa đông giá rơi Con đường xưa em đi Vàng lên mái tóc thể Ngò hồn sân tài Về đi em Lẻ loi Bàn tay ra rời Này là áo len Bao nhiêu đêm qua anh ngồi anh đen Anh giờ xa mãi mãi